À, đi là một tay mình phải chống thế á? Là một tay chống, bây giờ mà không chống là không đi được. À. Em là bị khuyết tật từ bé, bị tiêm vào mông. À. Đâm ra nó bị teo Đôi hai. chân nhỏ thế thôi. Dạ vâng, đây là hôm nay đi cái máu dồn xuống nó to đấy, không bé tí. Ôi, chân nhỏ hơn cái tay của người lớn nữa. Dạ vâng. Nhưng mà lông lá cũng đều đấy Dạ vâng. chứ. Đi suốt thế này có khi nào mà có vợ bé không? Dạ không anh ạ. Ừ? Mình thế này rồi có vợ bé nữa thì mệt lắm. À? Như này anh Hưng này, dạ. Lúc này nghe anh nói là anh đam mê về âm nhạc ấy. Dạ. Em muốn là mời anh hát một bài đi. Hát đứng giao lưu với mọi người một một tí cho nó vui nào. Đấy, mọi người cũng muốn biết được cái giọng ca của anh Hưng một tí đấy. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Khánh vẫn đang tiếp tục có mặt ở tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Và cách đây ít giờ đồng hồ thì Khánh có nhận được một cái thông tin từ một anh bạn của Khánh ở trong thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ấy, là báo cho Khánh hiện nay đang có một người đàn ông bị khuyết tật và đang di chuyển từ mãi trong Sài Gòn về với quê hương ở ngoài Bắc Giang quý vị ạ. Và đi trên một chiếc xe tự chế chạy rất là chậm. Trông rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Và một cái điều đặc biệt là với những ngày vừa qua đấy thì rất là nhiều đoàn người di chuyển từ miền Nam về quê hương đấy, họ đi rất là đông. Tuy nhiên thì với người đàn ông khuyết tật này là chỉ có đi một mình thôi trên một cái chiếc xe tự chế rất là tội nghiệp. Thì biết rằng là anh ta rất là lẻ loi và có lẽ là trên cái hành trình đi cũng rất là mệt mỏi. Chính vì thế cho nên là Khánh có liên hệ với người đàn ông này và bây giờ thì đang đứng đây để đón, để xem rằng là chúng ta có thể là tiếp sức gì cho người đàn ông bị khuyết tật này không quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng Khánh đón và trò chuyện với người đàn ông tội nghiệp này. Khi mà Khánh nhận được thông tin đây quý vị là lúc bấy giờ là 12 giờ trưa thì anh Trần Lương Thăng là một anh bạn của Khánh, cũng là một người mà thường xuyên làm cái công tác kết nối từ thiện ở trong tỉnh Quảng Trị đấy, có báo với Khánh là người đàn ông này có di chuyển qua địa bàn tỉnh Quảng Trị lúc 12 giờ trưa rồi. Tuy nhiên thì cho đến bây giờ quý vị ạ, đã là 5 giờ chiều rồi, đã là 4 giờ 30 chiều rồi mà vẫn chưa về đến thành phố Đồng Hới. Mặc dù là từ Đông Hà mà đến Đồng Hới chỉ có vẹn vẹn là 100 km thôi mà hơn 4 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa về đến đây. Để nói rằng là người đàn ông này chạy xe với tốc độ rất chậm luôn, chỉ chưa đầy 20 km/h quý vị. Đó, không biết là lúc nào thì chúng ta mới có thể là gặp được đây. Thì bây giờ Khánh đã liên lạc bao nhiêu cuộc điện thoại rồi nhưng mà vẫn không nghe máy, chắc là anh ấy đang đi trên đường và không có để ý điện thoại. Thì quý vị chúng ta sẽ cùng Khánh chờ đợi một chút nữa xem sao nhé. Xa xa quý vị chúng ta nhìn thấy có chiếc xe tự chế, có chiếc xe tự chế đây quý vị. Ở đây hình như đây là phải quý vị ạ. Hello, em chào anh. Dạ. Anh có phải anh Hưng không? Dạ, phải ạ. Ồ, anh đi xe vào trong này đi. Anh đi xe vào trong này đi. Sao à? Đi một mình thôi à? Hả? Một mình thôi á? À. Trước ống kính quý vị, đây là anh Hưng, quê ở Bắc Giang. Di chuyển trong Sài Gòn về phải không? Từ Bình Dương anh. À, từ Bình Dương về. Từ Bình Dương về quý vị ạ. Em ở Bình Dương xong em mới đầu đi cái xe ba bánh nhỏ đó. Vâng. Qua Quảng Nam thì bắt đầu là em đổi cái xe này. Ủa, tức là đầu là đi xe ba bánh hả? Dạ
đầu đi xe ba bánh nhỏ. À. Đi xe ba bánh đủ như chúng ta đó. Vâng. Đầu về đây em đủ. Tức là mới mua xe này xong á? Vâng, cái xe này em mua lâu rồi. À, sao lại đổi là sao? Em mang hai xe vào trong đó. À. Cái xe này để chạy đường dài. Xe này chạy đường dài. Anh đã có giấy xét nghiệm PCR chưa? Em chưa, em tiêm đủ 2 mũi, qua 14 ngày mũi thứ 2 rồi. Qua 14 ngày mũi thứ 2 rồi. Thế không có xét nghiệm đi về đây à? Chứ ở Bình Dương này có bị nhiễm Covid không? Không, Bình Dương ở trong em trong trong phòng. À. Cái giấy tiêm của em á, đủ hai mũi. Anh Đồng Bá Hưng quý vị ạ, ở quê là cái chỗ này là em ở trong Bình Dương. Em vâng vâng. Tiêm tại tiêm 2 mũi vaccine rồi. Dạ. Ở trên mũi... đường đi về đây thì các anh chị làm bên kiểm dịch có kiểm tra kỹ không? Dạ không ạ, vì căn bản là các anh chị bảo về Bắc Giang là các anh chị bảo thôi cứ đi thôi. Cứ đi thôi á? Dạ. Dạ dạ. Thì... em giới thiệu với anh, em tên là Khánh. Dạ. Em là bạn của anh Trần Lương Thăng. Dạ. Ở trong thành phố Đông Hà đấy. Dạ. Vâng, là một cái nhóm từ thiện ở trong đó. Dạ. Thì anh Thăng có báo với em là vừa đi qua Quảng Trị đấy. Dạ. Thì có thấy là có anh đi qua đó. Dạ. Dạ dạ. Cho nên là em đón anh ở đây, em trò chuyện với anh một chút. Dạ. Em làm bên chương trình kết nối yêu thương đấy. Dạ dạ. Dạ dạ. Và trong những ngày qua thì cũng có thay mặt cho một số nhà hảo tâm. Dạ. Cũng có duyên và chia sẻ giúp đỡ cho một vài người trên cái hành trình đi về quê hương đấy. Dạ. Dạ dạ. Nghe nói rằng là anh đi một mình, anh Hưng. Dạ. Đi một mình. Dạ. Lẻ loi. Dạ. Lại nghe bổ bị khuyết tật nữa. Dạ. Anh Hưng bị khuyết tật như thế nào? Ra ngoài này sáng sáng một chút. Dạ. Mọi người xem tí. Dạ. Em là bị khuyết tật từ bé, bị tiêm vào mông. À. Đâm ra nó bị teo hai. Hồi chân nhỏ thế thôi. Dạ vâng. Đây là hôm nay đi cái máu dồn xuống nó to đấy, không bé tí. Ôi, chân nhỏ hơn cái tay của người lớn nữa. Dạ vâng. Nhưng mà lông lá cũng đều đấy chứ. Dạ vâng. Chân. Dạ. Thì nhỏ nhưng mà lông lá vẫn đều đấy chứ. Dạ. Thế là bây giờ là chân yếu đấy. Dạ. À, đi có ngon lành được không? Không, đi đoạn ngắn. Dạ. Đi được nhưng mà đi dài là không đi được. Anh ngoài. Thử đi em xem cái khả năng đi của anh. À, đi là một tay mình phải chống thế á? Dạ, một tay chống, bây giờ mà không chống là không đi được. À, thế rồi vào trong Sài Gòn làm gì? Em nuôi xíu để có chỗ vịn đây. Hả? Để em biếu ở đây không đúng. À được. phải viên. Dạ. Tay vào đây hả? Dạ, dạ. Em vào trong Sài Gòn là đi bán hàng rong. Bán hàng rong của những người khuyết tật ở các chợ. À. Ở trong Bình Dương á. Vâng. Em là ở Dĩ An Bình Dương chứ không phải Sài Gòn. À, anh là ở Dĩ An Bình Dương. Dĩ An Bình Dương. Dạ vâng. Dạ. Dạ. Vào đó làm bây giờ về mà sao lại không tập trung đi cùng với các anh em các đoàn vì, thì cho nó đông. Căn bản là mọi người đi xe là toàn xe phân khối lớn, nó ra mọi người chạy nhanh lắm. Đâm. À. Ra là mình không đi kịp được. Mới lại mình đi xe ba bánh, thực ra là cái xe ba bánh thuộc về xe chế rồi, mình đi chậm thì nó an toàn hơn. À. Đấy, đâm ra là em không đi nhanh. Vâng. Đi đi cái xe này mà em thấy là lúc mà anh bạn của em ở trong Đông Hà báo cho em ấy. Dạ. Là anh 12 giờ có mặt ở đó. Đúng rồi đó. Mà về đến đây là 5 giờ chiều, thế là chạy có 20 km/h thôi hả? Em chạy chậm lắm. À. Vì căn bản mình giữ an toàn, cái. Vâng. Xe độ xe chế mình cũng không nên chạy nhanh. À. Xe này thì mưa gió thì vẫn vô tư nhỉ? Dạ. Xe này là xe số tự động hay số sàn này? Xe này là xe số... Em số không tay, biết. Số tay đúng số không? Tay, số tay. À, số tay. Có hỏi, nghĩa nó là 3 tiếng một lùi. 3 tiếng một lùi hả? Dạ. À. 1, 2, 3 là chạy, còn số 4 là lùi. Tức là cái xe này là cái phương tiện để mình di chuyển đi làm luôn hả? Cái xe này để em dùng để chạy đường dài. À, để chạy đường dài hả? Đường dài. Ồ. Oh. Chạy đường dài. Đường dài những lúc mình đi đâu? Có nghĩa là ví dụ như đầu năm là em từ ngoài Bắc Giang vào trong Đà Nẵng. À. Bắt đầu là cuối năm mình về. À. Ở trên này là hành lý đấy. Dạ vâng, hành lý. Thế tối là ngủ lại trên xe này luôn? Tối ngủ trên xe luôn, không có chăn chiếu trên xe luôn. À, tối là mình nép gọn đồ. Dạ, đạc một chút xong là ngả xe là ngủ luôn. Đồ xếp gọn xong rồi ngủ như thế luôn. Ồ. Xuất phát từ trong Bình Dương về là em, ngày nào? Trong Bình Dương là vào trưa ngày 16. Trưa ngày 16. Trưa ngày 16. Mà hôm nay là 21 rồi. Hôm nay 21 vì căn bản là em vừa đi, có nghĩa là cái thời gian mình không vì căn bản cái chặng đường nó quá dài. À. Đâm ra mình không có thể chạy bứt phá một lúc được. À. Đâm ra cái sức khỏe của mình cũng có giới hạn, có nghĩa là coi như mình cứ đi đến đâu hay đến đó thôi. À, một ngày là mình chạy được mấy tiếng? Chạy được mấy chục cây? Một ngày thì chắc em phải chạy tầm độ, nó tùy đấy, phải độ hơn 100 cây.
Một ngày hơn 100 cây á? Hơn 100 cây. Chắc là phải vài trăm cây chứ. Như ngày hôm nay là anh xuất phát từ Huế đúng không? Đúng rồi. Sáng ra là từ Huế đi đúng không? Sáng ra là ở chỗ đèo Phúc Tượng đi đó. Đèo Phúc Tượng đi. Đèo Phúc Tượng. Vì căn bản là em không tính được. Có nghĩa là cái đấy nó theo cái mình lúc nào cũng thích đi nhanh thì nhanh, đi chậm thì chậm. Chứ có nghĩa là mình không quan trọng là có nghĩa là ngày hôm nay đi bao nhiêu cây, đi bao nhiêu cây. Cái đấy mình không cứ túc tác. Cứ túc tác. Khi nào về đến nhà thì về. Vâng. Dạ. Vì là mình là đi xe này chậm cho nên là phải đi sau đấy. Vâng, đúng rồi. Nhưng mà thấy là vừa rồi là khi mà được xóa bỏ giãn cách ấy thì các anh em ở trong miền Nam ấy là họ về từ những ngày đầu tháng, mà sao anh đến 16 mới về? Vì căn bản là em thì em chờ cái mũi thứ hai á, qua 14 ngày rồi em. Chờ tiêm cái mũi thứ hai qua 14 ngày á. Dạ. Mình chờ cho nó đủ mình về. Vâng. Thế rồi vào trong kia là mình làm việc là bán hàng rong á. Mình bán hàng rong ở các chợ. Sao mà em lúc đầu em nghe mọi người bảo anh là đi hát rong. Đúng rồi, vừa hát vừa bán hàng rong. Vừa hát vừa bán hàng rong á. Thế à. Thế là chứng tỏ là cũng có một cái năng khiếu về âm nhạc đúng không? Nói chung là cũng có chút thôi. Nghĩa là cũng biết hát. Vâng. Thế loa đài đâu? Sau đi hát rong vừa rồi Bình Dương thì em gửi loa đài về rồi. Gửi loa đài về. Xe tải. Gửi xe khách bây giờ họ cũng không chạy. Vâng. Quê là ở Bắc Giang. Quê Bắc Giang. Gửi đồ về trước rồi. Thế một mình vào kia làm thôi à, không có vợ con à? Vợ con em để ở nhà. Vợ có con. Vợ? Vợ em làm ở công ty nhưng mà bây giờ hiện tại đang nghỉ. Vì thằng cu út ấy là bây giờ nó mới được 1 tuổi. Còn hai chị, một chị học lớp 5 và một chị học lớp 1. Ba đứa con? Ba con, hai gái một trai. Ba đứa con? Dạ. Đứa nhỏ nhất là mới được có 1 tuổi thôi? Đứa nhất là 1 tuổi. Một mình anh đi làm trong kia? Mỗi một mình em đi làm trong kia. Thế rồi những năm tháng mà không có dịch thì thu nhập có khá không? Nói chung là nó cũng tùy bình thường, ví dụ mỗi tháng mình trừ chi phí rồi cũng để ra được 2 triệu rưỡi. Tháng là nhiều khoảng độ 3 triệu tháng. Nhưng mà từ năm ngoái đến năm nay thì thua rồi. Thua hả? Vì năm ngoái là em ở Quảng Nam Đà Nẵng á, một năm là cách ly tại phòng 2 lần luôn. Thì năm nay là đầu năm là cũng vào Quảng Nam, xong bắt đầu Quảng Nam có dịch, cái nào là đi vào trong Dĩ An. Dĩ An trung tuần tháng 5 cái mình làm có hơn 20 ngày cái dịch. Từ đầu tháng 6 là nghỉ đến bây giờ. Ồ thế là anh đi di chuyển khắp nơi để đi bán hàng rong thế á? Dạ đúng. Rồi từ lúc thì ở Đà Nẵng, lúc thì ở... Không, có nghĩa là nếu mà em cố định là ở Quảng Nam, Đà Nẵng từ năm 2014. Nhưng mà năm ngoái là dịch, năm nay cũng dịch nữa, mình thử vào trong Bình Dương. Cuối cùng vào Bình Dương thì nó bị thì nặng hơn. Lại dịch nặng quá. Bị nặng quá. Cho nên là bây giờ quyết định là về quê. Vâng, quyết định về quê. Dạ. Bây giờ về quê ý định làm gì? Chắc về quê cái thứ nhất là... con cái, cái thứ hai mình làm gần nhà để cho vợ đi làm công ty. Trước đây mà mình chưa đi vào miền Nam để bán hàng rong thế thì ở ngoài quê mình làm cái nghề gì? Trước thì em đi làm về cái đoàn văn nghệ của người khuyết tật đấy. Đoàn văn nghệ người khuyết tật á? Dạ, chứng tỏ là anh Hưng là cũng là người mà cũng có một cái năng khiếu về âm nhạc cho nên là cũng đi theo cái nghề mà có âm nhạc đúng không? Dạ vâng. Dạ. Dạ. Tốt quá. Nói chung là bây giờ mình không may mình sinh ra trong một cái cơ thể nó lại bị tàn tật như thế đấy. Dạ. Thì mình cũng cố gắng mình lạc quan. Dạ. Rồi nắm bắt những cái cơ hội để có thể mà kiếm được tiền đấy. Dạ, vâng. Để mưu sinh cuộc sống. Dạ. Bên cạnh đó còn lo cho con cái nữa. Dạ, vâng. Vâng. Em thì em làm bên cái chương trình kết nối yêu thương đấy. Dạ. Là cái chương trình thiện nguyện đấy. Dạ. Đấy. Cho nên là thấy bạn bè của em chia sẻ như vậy thì em cũng muốn là đón anh Hưng ở đây. Dạ. Để trò chuyện với anh một chút. Dạ, dạ. Để xem rằng là cái hành trình anh đi về quê thì có vất vả lắm không. Dạ. Và có thể là chúng em có thể tiếp sức một chút gì đó cho anh được không. Dạ. Dạ. Em về quê thì qua Phú Yên. Ở bên đấy thì thực ra là các lãnh đạo với các tình nguyện viên cũng nhiệt tình. Vâng. Thì họ cũng có sẵn chỗ nghỉ ngơi đó. À. Hầu như là qua tỉnh nào là mọi người cũng hỗ trợ về, vâng. Về ăn uống này, về sữa này, về mọi cái này, xăng đi đường, nói chung là hầu như chỗ nào cũng có. Nói chung là ăn uống với xăng trên dọc đường là không phải lo đúng không? Vâng. Chỗ ngủ cũng không phải lo. Dạ. Chỉ có mệt thôi đúng không? Đúng rồi. Nói chung là em bình thường em chạy khoảng độ 8-900 cây thì chạy được, nhưng một đợt này là chạy là căng nhất này. Rồi bình thường là chạy 8-900 cây? Có nghĩa là ví dụ bình thường đầu năm em từ ngoài Bắc Giang mà vô Đà Nẵng á thì nó phải tầm độ 800 cây không? Mình chạy cảm thấy bình thường, nhưng mà đợt này mình chạy từ Bình Dương về Bắc Giang rơi vào hơn 1.000 cây là cũng cố đấy, phải cố. Từ Bình Dương mà ra đến Bắc Giang là phải 1.500 cây không, nó phải 1.600 cây. 1.600 cây. 1.600, 1.700
Thế là cũng mệt đấy nhỉ, mới đi được 2/3 đường thôi. Vâng. Ừ. Nhưng mà mình về đến đây rồi cái cảm giác nó về nhà nó gần lắm. Về đến đây là bây giờ cảm thấy nó ổn hơn rồi đúng không? Nói cảm thấy là tư tưởng nó đỡ hơn rồi đúng không? Cái thứ nhất là cái tư tưởng mình nó cảm thấy nó thoải mái hơn. Vâng. Vì ở trong kia là mình thực ra mình chỉ có ở trong phòng thôi. À. Không dám đi ra ngoài. Dạ. Kể cả có tiêm đi nữa mình chỉ trong phòng. À. Thế ra là cái không khí nó hơi ngột ngạt một tí. Tâm lý là một, cái thứ hai ấy, là cái tư tưởng của mình. Vì trong đấy là nói chung là mọi người cũng bị mất nhiều vì dịch Covid. Thế ra là mình nói chung cũng sợ. Vâng. Lúc mà ở trong Bình Dương đấy, mình ở một cái tâm dịch. Đúng rồi. Bình Dương với Sài Gòn rất là nặng. Đúng rồi. Thì rất là nhiều người bị nhiễm Covid-19 và đồng thời thì cũng rất là nhiều người bị mất vì nhiễm Covid ấy. Thì bản thân anh có hoang mang không? Có lo lắng không, lắm vì căn bản em đã trải qua 2 lần cách ly tại phòng ở Quảng Nam Đà Nẵng rồi. À. Đâm ra cái đấy mình không bỡ ngỡ. Nhưng mà không ngờ cái đợt ở Bình Dương này nó lại bùng phát nó quá nhiều. Đấy đâm ra là nói chung là mình cũng chủ động được. Về mọi cái thì mình cũng chủ động được, nhiều khi cũng lên mạng tham gia những bác sĩ họ hướng dẫn mình chăm sóc sức khỏe thế nào. Vâng. Đấy, đâm ra là nó cũng không bỡ ngỡ. Không bỡ ngỡ. Vâng. Ừ. Thế rồi những cái tháng mà mình phải ở nhà để cách ly tại phòng như thế đấy, thì lấy gì để ăn tiêu? Thì nói chung là mình ở trong đó thì cả một dãy phòng trọ thì có một mình nó hơi đặc biệt một tí. Vâng. À. Đâm ra là mọi người thì cũng có cái gì đó nhiều khi cũng chùm nhãn hoặc những cái quả su su chẳng hạn nó cũng mang qua họ cho. À. Mà thực ra ở chỗ mình ở là ở Tân Nông Hiệp ấy, thực ra là lãnh đạo cũng họ cũng nhiệt tình. À. Chu cấp gạo, rau, nhiều khi thịt thảo. Nói chung là không bị đói, không đúng, bị thiếu đúng không? Dạ, đúng rồi. Chỉ có là bây giờ là thất nghiệp, phải về quê. Dạ. À, trên hành trình đi về thì cũng một mình lẽ loi như này cũng buồn, dạ, cũng vất vả anh nhỉ? Dạ vâng. Thế ngoài quê rồi cuộc sống của vợ con ngoài đó có khó khăn gì không? Nói chung là cuộc sống bây giờ thì vợ với lại các cháu là vẫn ở cùng với ông bà. Đâm phụ thuộc ông bà hả? Đúng rồi. Nhờ ông bà giúp đỡ hả? Đúng rồi. Đâm ra là về mọi cái thì có ông bà lộ thì đâm ra nó cũng đỡ được nhiều, chứ còn nếu không có thì cũng vất vả. Đấy. Bây giờ thôi cái công việc đâm ra thì mình cũng phải cố gắng mình phấn đấu để vượt lên chính mình. Vâng. Cố gắng lên anh ạ. Dạ. Bây giờ về ngoài quê thì ý định là sắp tới sẽ làm gì? Chắc ngoài đó bây giờ các em thì chắc cũng vẫn phải đi làm cái nghề đi bán hàng ở các chợ thôi. Lại tiếp tục thôi. Với cái công việc như làm ở trong Sài Gòn, cũng đi bán hàng các chợ đúng không? Nói chung là cái nghề gì nó liên quan đến ca hát là mình thích. Cái nghề gì liên quan đến ca hát là mình thích á. Cái gì mà mình yêu, mình thích, mình đam mê là mình cứ cố gắng mình làm, mình phát huy tối đa. Dạ. Bởi vì chỉ có cái gì mà mình đam mê, mình yêu thích ấy, thì mới giúp cho mình phát huy hết cái năng lượng của mình. Dạ. Và mình mới dễ thành công trong cái lĩnh vực đó được. Đúng rồi. Vâng. Ok. Dạ. Thế rồi đi qua trên cái hành trình về đây rồi vừa rồi qua chỗ Quảng Trị rồi các bạn có hỗ trợ gì được nhiều không? Nói chung là các bạn cũng hỗ trợ nhiệt tình lắm. Dạ. Bác thì mình cũng nhớ là hỗ trợ 1 triệu. Dạ. Còn một nhóm ở bên kia chấp chỗ bạn anh á. Dạ. Là hỗ trợ 6 triệu. À, vâng. Nói chung là cũng của ít lòng nhiều, dạ, thế là cũng tuyệt vời rồi anh ạ. Dạ, dạ. Thế thì hôm nay trên cái hành trình về Bắc Giang, dạ, đi qua Quảng Bình đây, dạ, thì em Khánh làm bên chương trình từ thiện đấy, dạ, nỗi yêu thương đấy, dạ, cũng có duyên gặp anh Hưng. Dạ. Thì anh Hưng có nguyện vọng gì không? Dạ, thực ra là bây giờ cái nguyện vọng của em thực ra là từ đến lúc về bây giờ về mọi cái sinh hoạt thì như lại kinh tế hầu như là nó cũng ổn rồi. Còn bây giờ thì mình cũng cảm ơn chương trình. À. Vâng, đấy. À. Chứ còn bây giờ mình cũng không dám đưa ra cái nguyện vọng gì nữa. À, rất là cảm động quý vị. Dạ. Với một cái người mà tàn tật bị chân bị teo tóp như thế này, phải vào mãi trong Sài Gòn, trong Bình Dương để đi bán hàng rong, kiếm tiền để phù với vợ để nuôi 3 đứa con đang còn nhỏ ở nhà đấy. Dạ. Và bây giờ trong kia thì thất nghiệp rồi, không có việc làm đó, không có đi hát rong ở ngoài đường để bán hàng như trước đây được nữa, và phải về với Bắc Giang vượt hơn 1.500 km. Nhưng mà qua đây Khánh hỏi nó là bây giờ có cần Khánh thay mặt cho mọi người tiếp sức gì không ấy, hỗ trợ gì không ấy. Thì anh Hưng trả lời là rất là đầy nghị lực quý vị ạ. Thực sự em rất là trân quý cái điều đó. Dạ, có nhiều người họ rất là than khổ, than phiền. Dạ. Vâng, nhưng đối với bản thân anh thì anh
anh cảm thấy là trên đường đi mà được mọi người giúp đỡ cho mình xăng, cho mình cơm nước để ăn như thế là mình cảm thấy vui rồi. Và em rất là trân trọng cái suy nghĩ của anh Hưng ạ. Bởi vì cuộc sống của chúng ta thì cũng rất là nhiều người còn khó khăn vất vả. Mình còn minh mẫn, mình còn có một cái chút sức khỏe để mình có thể làm được việc này việc kia, mình cố gắng mình lạc quan lên anh Hưng nhá. Hôm nay thì cũng có duyên gặp anh. Mặc dù là em biết rằng là trên đường đi cũng được mọi người đồng viên anh xăng xe, rồi cơm nước, thậm chí còn tạo điều kiện chỗ ngủ cho mình nghỉ ngơi nữa. Nhưng mà bây giờ cái quãng đường từ đây về ngoài Bắc Giang đấy còn rất là xa. Anh có muốn là anh có cảm thấy là mình đi bằng xe này về đến nhà mình có cảm thấy đuối không? Có mệt lắm không? Dạ không, vì căn bản là em quen rồi á. Nó quen, vừa rồi mình cũng ở trong phòng tới hơn 3 tháng rồi. Vâng. Bây giờ em cảm giác gọi là hơi mệt tí nhưng cảm giác cứ thấy thoải mái. Bởi vì được ra ngoài đúng không? Đúng rồi, được ra ngoài. Dạ dạ. Rồi ok, thế thì như này này. Dạ. Hôm nay có duyên gặp anh ở đây. Dạ. Và em cũng thấy rằng là một mình anh lẻ loi đi từ bây giờ mà về đến ngoài quê cũng rất là xa. Dạ. Rồi sức khỏe thì cũng không được tốt bởi vì là chân tay thì yếu ớt như vậy. Dạ. Rồi trong những tháng vừa qua thì mất việc, không có tiền thu nhập. Dạ. Ngoài kia thì vợ con này đang trông mong là ba về. Dạ. Cho nên là em cũng thay mặt cho các nhà hảo tâm. Dạ. Sẽ gọi là tiếp sức. Dạ. Với anh Hưng một chút. Dạ. Để anh có thêm cái năng lượng, cái tinh thần nó phấn khởi hơn. Dạ. Để mình về quê cho nó vui vẻ nhá. Dạ dạ. À, để đâu đó là có thêm cho cháu ở nhà hộp sữa. Dạ. Nó mới được 1 tuổi đúng không? Cháu nhỏ là mới được 1 tuổi đúng không? Cháu nhỏ được 1 tuổi. 1 tuổi hả? Dạ. Dạ vâng. Thế thì như này anh Hưng này, hôm nay có duyên gặp anh ở đây. Dạ. Thấy anh lẻ loi như vậy đấy. Dạ. Rồi cơ thể thì yếu ớt như thế này. Dạ. Em gọi là thay mặt cho các nhà hảo tâm. Dạ. Tiếp sức cho anh một chút nhá. Dạ. Hỗ trợ cho anh 10 triệu đồng. Dạ rồi em nhá. Dạ. Ok, về thì quê cho nó phấn khởi nhá. Dạ, vâng. Con cái mua cho nó gói bánh hộp sữa cho nó mừng. Dạ. Ừ. Thì em cũng cái nhất là cũng thay mặt cho gia đình. Vâng. Là cũng cảm ơn tất cả những nhà hảo tâm. Vâng. Đã trao cho em món quà 10 triệu thực ra nó là quá lớn rồi. À, quá lớn á. Dạ vâng. Còn đôi em cũng chả biết nói gì hơn là cũng cảm ơn tất cả các mạnh thường quân, các ban lãnh đạo. Dạ. Và chúc tất cả các mạnh thường quân, ban lãnh đạo và tất cả các bạn, các anh sẽ hoàn thành tốt cái công việc của mình. Dạ. Dạ vâng. Vâng, vâng. Dạ vâng, em xin cảm ơn rất nhiều ạ. Vâng, rất dạ, là dạ, mộc mạc, rất là dạ, tình cảm quý vị ạ. Dạ. Anh Hưng nói rằng là đây là một cái khoản tiền đối với anh Hưng là quá lớn rồi. Dạ. Dạ. Tuy nhiên thì em hỏi một chút là bây giờ mình cầm tiền như này đi trên đường anh có sợ không? Dạ không ạ, vì tối thì bây giờ cái cảm giác của người đi xe đường dài ấy, họ chỉ ngủ chập chờn nhưng họ không bao giờ ngủ sâu được. Sợ mất. Anh có tài khoản ngân hàng không? Dạ em có tài khoản ngân hàng của vợ thôi. À, của vợ, còn em không có. Có cần em chuyển vào tài khoản ngân hàng cho anh à? Dạ vâng, nếu được thế thì tốt quá. À. Và dạ, đôi khi anh cầm tiền mặt như này là nó nguy hiểm đúng không? Dạ vâng. Ok, thế thì để em sẽ sát khuẩn đi rồi em sẽ đưa anh đưa tiền đây. Dạ. Em sát khuẩn rồi em sẽ hỗ trợ các nhà, thay mặt cho các nhà hảo tâm hỗ trợ anh 10 triệu. Dạ. Nhưng mà em sẽ chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng cho anh đi. Dạ vâng. Không dạ, là đôi khi là anh đi trên đường như này là đúng rồi. Hả? Đúng đúng anh nói đúng ạ. Đúng không? Dạ. Để em lấy cái số tài khoản của vợ em. Có số tài khoản của vợ không? Em có. Thực ra là để đảm bảo được cái phòng dịch cho nó an toàn. Dạ. Thì em mới sát khuẩn như thế chứ không phải là em kỳ thị gì anh đâu nhá. Em có cái chai đó, có cái chai em cũng sát khuẩn. Đây anh ạ, cái số tài khoản của vợ em đây. Rồi, chờ em một chút. Dạ. Đâu? Dạ. Đây là số tài khoản của vợ đấy á? Dạ vâng, chỗ lông thì cồ đấy. Ngân hàng Vietcombank nữa ha. Dạ. À, rồi. Nhưng mà chuyển như này vợ có nhận, có báo tin nhắn về máy vợ không? Dạ dạ anh cứ chuyển là được mà, anh cứ chuyển anh ấn vào lông thị cồ cái lên đúng của vợ em là được mà. À, nhưng mà nó có báo tin nhắn không? Dạ chắc là có đây, anh cứ chuyển là chắc được. Chắc là có ha. Dạ. Nông thị cồ. Vâng đúng ạ. Đúng cái tên của vợ đấy chưa? Cái tên cái chữ đúng, đúng, số đúng, số đỏ đỏ chữ đỏ đỏ đấy. Đúng đúng rồi, đúng rồi. Nông thị cồ đúng không? Đúng rồi. Rồi. Để anh để em dạ. Em trước thì cũng có tài khoản nhưng mà căn bản là mình
lâu ngày đến cái dạo mà mình mất thẻ đó, rồi đến ký lấy tiền đâm ra nó rất khó. Nông Thị Cồ là mình là người người dân tộc Lùng ấy. Dân tộc gì? Dân tộc em không nhớ, dân tộc Lùng hay là dân tộc Tày ở Lạng Sơn mà. À. Em đã chuyển thành công 10 triệu đồng vào tài khoản của vợ anh rồi nhá. Dạ dạ. Anh nhìn thấy chưa? Dạ vâng. Nông Thị Cồ này. Dạ vâng đúng rồi. Dạ. Ok. Dạ. Vì là thấy anh Hưng ấy, bây giờ đi trên một chiếc xe như thế này quý vị, mà về quê thì cũng rất là mệt, mà bây giờ đưa cho tiền mặt cho anh Hưng với số tiền 10 triệu như thế đấy, thì Khánh sợ là nó không an toàn trên cái hành trình đi về quê. Chính vì thế thì Khánh chuyển trực tiếp vào tài khoản của vợ anh Hưng, đó là chị Nông Thị Cồ, 10 triệu đồng. Thay mặt cho các nhà hảo tâm giúp đỡ động viên anh, tiếp sức cho anh một chút. Dạ anh vâng. Hưng nhá. Dạ vâng ạ. Chứ bây giờ cầm tiền mặt như thế nó cũng dạ. không được an toàn lắm. Ha. Dạ, đúng rồi, dạ. Anh gọi vợ xem là nhận được tiền chưa? Cái này chắc là phải đi rút, vì em sợ là phải vợ em phải lên cây rút. À, thì đúng rồi, hôm sau về thì mình lên cây mình rút. Dạ vâng. Nhà mình cách thành phố xa không? Nhà em cách thị trấn khoảng độ 3 cây. 3 cây thì lên thị trấn rút tiền thoải mái. Dạ. Gọi cho vợ xem là nhận được tiền chưa? Nếu mà anh chuyển đến là nhận được rồi anh ạ. Cứ gọi cho nó máu, cho nó chắc chắn. Dạ vâng vâng. Anh Hưng là sinh năm bao nhiêu nhỉ? Em sinh năm 1983. 83 á? Họ nói là trai đinh nhâm quý thì có tài phải không? Dạ vâng. À, quý hời đúng không? Dạ. Nhưng không biết nào nhưng cái tài của em nó hay đi. Hay đi á? Hay đi. À. Đi các tỉnh. À. Trước em vào của miền Tây mà. À. Miền Tây, Cần Thơ biết là cũng đi hết rồi đấy. Vào các miền Tây cả, vào các Cần Thơ, Bạc Liêu nữa hả? Đúng rồi đấy. Đi suốt thế. Đi suốt thế rồi có khi nào mà có vợ bé không? Dạ không anh ạ. Ừ? Mình thế này rồi có vợ bé nữa thì mệt lắm. Hả? À? Không nghe máy rồi. Nhưng mà anh ấy chắc được á. Đấy được. Lỡ rồi về không được rồi. Không, nó chuyển lại tài khoản của em thì sao? Không rồi. Yên tâm hả? Dạ yên tâm rồi đấy. Yên tâm hả? Dạ. Như này anh Hưng này. Dạ. Lúc nãy nghe anh nói là anh đam mê về âm nhạc ấy. Dạ. Em muốn là mời anh hát một bài đi. Hát đứng giao lưu với mọi người một tí cho nó vui nào. Đấy, mọi người cũng muốn biết được cái giọng ca của anh Hưng một tí đấy. Mình hát nhưng mà bây giờ hát về cái dòng nhạc gì bây giờ? Anh thích nhạc gì? Anh muốn tặng quý vị nhà hảo tâm. Rồi dạ. Quý vị khán giả mà đang theo dõi chương trình của em đấy, biết đến anh đấy, anh muốn tặng bà con bài gì? À. Vì em thì thực ra hát thì cũng được nhiều hả? Hát thì cũng được nhiều miền. Anh lắm ở đó. Miền Bắc anh hát dân ca Quan Họ. À, dạ. Anh hát được bài Làng Quan Họ Quê Tôi không? Mình hát bài Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ đi. Hả? Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ đi. Ok, Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ. Mình xin gửi tới quý vị một ca khúc Tình Yêu Trên Dòng Sông Quan Họ. Thực ra là trong lúc hát thì người Bắc Giang thì lắm khi là hay cái chữ L cao và thấp là nó à N N L đúng không? Đúng là hay bị nhầm đúng không? Hay bị nhầm. À. Thì có gì quý vị cũng bỏ qua. Dạ. Tình yêu có từ lưới đông êm một khúc sông cầu, sao trời lọt qua mắt lưới rơi đầy xuống dòng sông sâu. Tình đã trao nhau êm đềm, em là cô tấm thảo hiền mà mặt vẫn nhìn bối rối, gặp nhau lần nào cũng vội chẳng đủ gần mà giận dỗi, nhà xa mặt trần càng xa, tình yêu có từ đôi ta. À, thôi xin phép cho Hưng hát thế, vì căn bản đi đường dài nó hơi mệt tí. À, đi đường dài nó mệt à? Dạ vâng. Hay quá, em dạ vâng. Thấy là cái giọng của anh rất là trầm, rất là ấm. Dạ. Dạ, em cũng rất là thích cái bài hát mà anh vừa hát tặng em cũng như là tặng các cô chú, các nhà hảo tâm. Dạ. Một lần nữa em chúc anh Hưng dạ. là hành trình về quê được thường lộ bình an. Dạ.
gặp nhiều cái thuận lợi trên dạ. cái hành trình về tới nhà anh nhé. Dạ vâng ạ. Vâng, đi đi đứng cho nó chậm chạp thôi. Dạ. Cẩn thận nhé. Dạ vâng ạ. Ok. Thì đây là số điện của anh nhỉ? Hả? Số điện của anh đấy. Còn rồi số điện thoại lúc này em liên lạc với anh đó dạ là vâng. số máy của em đấy. Dạ vâng. Nhá. Bây giờ thì cũng muộn rồi, có dạ lẽ vâng. là anh cũng tranh thủ mình đi. Dạ, dạ. Rồi gặp chỗ nào đó mà thuận lợi đấy thì mình nghỉ ngơi cơm nước đi rồi sau đó là nghỉ ngơi rồi ngày mai mình tiếp tục anh nhé. Dạ vâng, dạ vâng. Rồi chúc cho anh được nhiều dạ. may mắn nhé. Dạ em cảm ơn ạ. Dạ vâng. Rồi về đến nhà thì nhớ nhắn tin gọi điện cho em biết đấy nhé. Dạ vâng ạ. Ok nhé. Dạ, dạ, dạ. Khánh cũng cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng với Khánh và ngày hôm nay có sự chia sẻ giúp đỡ cho anh Hưng, một người đàn ông cũng đang trẻ tuổi thôi, sinh năm 1983 nhưng mà bị tàn tật, đi bán hàng rong ở trong mãi trong Bình Dương đấy. Bây giờ trên đường về quê trốn dịch với chiếc xe tự chế như thế này đấy quý vị này, rất là đáng thương. Thôi của ít lòng nhiều. Dạ vâng. Hy vọng rằng là anh sẽ có thêm được chút tinh thần dạ. mạnh mẽ, dạ tự vâng. tin mình về quê cho nó an toàn anh nhá. Dạ vâng ạ. Rồi. Rồi em đi nhá. Rồi bye bye nhá. Về đến nhà nhớ nhắn tin em nhé. Ok. Quý vị chúng ta nhìn cái xe này. Rồi về an toàn nhé. Rồi bye bye anh nhé. Thank you.